xin nghỉ. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Never Say Die nha. Hôm nay thì mình sẽ chơi cùng với lại ba người bạn. Đó là một cô bot và một hoàng lão tà và một ông anh xin nha anh em ơi. Thế đéo nào, ba thằng bắn mẹ map đang tươi đẹp. Tự nhiên bạn trường cụ Lin này vào cái map sương mù luôn nhỉ. Yeah. Sao lại là trường cụ okay. Lin? Ok. Bạn đi lếu lều ở đâu? Dính đam. Úi giời ơi. Bót anh em ạ. Ăn ngay ngay nhanh. Số 2 ra. Số 2 là sao? Mình nhanh hơn rồi nhé. Úi giời. Có lọc lá tiếp ơi. Mình mở gần hơn rồi bạn ơi. Không ngờ nó ra lại nhanh thế nhỉ. Đi thôi. Có xe rồi. Mark the location. Trên nhà kìa, ok. Con người áp sát. Chơi luôn. Đấy, trời ơi. À, đấy rồi, thứ 2 này. Cho focus lên. Lấp trong nhà là chỉ có thối người thôi. Đấy, nhà này, ra đây lấp. Nó gì đây? Bắn cái gì? Bắn DP à? À, đúng, cho nó lắm. Bè gì mà nó cứ dã vào đầu. Chiến như thế này. Ok, lúc đồ. Đi rồi. Lấy đồ anh em ơi. Cầm lái rồi, lên xe nào. Mark the location. Watch out! Đây, lớp 2 rồi. Đâu?
Marked a location. Philippines này. Lớp một đứa Philippines rồi, đồng đội mình với gạt một đứa Mông Cổ. Rồi, di chuyển. Số 1. Okay. Số 1 chơi xong rồi đấy. Sao mà kịp bắn được thì di chuyển xe chứ có chạy bộ đâu mà bắn được. Lớp một đứa ở bên góc này chỗ nào nhỉ? Còn một chỗ, một thằng ở chỗ 2 nhỉ? Marked a location. Okay. Okay. Location. Đi rồi. Sẽ không cần nút đồ nha bạn. Đi rồi. Lại lên siêu xe đi tiếp anh em ạ. Trời ơi.
có pin dự phòng á nha mọi người. Lên luôn lên đây. Đi thôi. Victory belongs to us. Smoking. Đúng rồi, đây là biểu tượng của Mercedes. Úi giời, được vậy, cái team Nhật Bản này. Được rồi, giàu đấy. Lắm siêu xe thế. Thôi, bye bye.